món ăn này thì cũng không lạ gì với các bạn sống ở nước ngoài, nhưng mà mình muốn làm clip này để cho các bạn ở Việt Nam biết thêm những cái món ăn ở nước ngoài. Ở đây là bánh mì tỏi, thì mình mua một một gói với ba ổ là 5 đồng một cặp. Đây có ba ổ, một ổ nặng 284 gram, ổ dài lắm đó, bằng hơn 2 gang tay của mình luôn. Bánh mì này ai không thấy gì hết, chắc của Canada quá. Nói chung là làm ở đây chứ không phải nhập từ Trung Quốc qua. Bây giờ mình cắt ra và đem đi nướng cho các bạn coi. Bên trong chắc phải lấy cái dĩa này. Bên trong là một ổ bánh mì giống như bánh mì thường vậy thôi, nhưng mà mình sẽ phải đưa bao tay vô để mở bên trong ra coi. Ở trong họ có bỏ bơ tỏi hành hay cái gì thì không biết rồi. Bây giờ mình sẽ đi nướng. Với một nửa ổ này mình sẽ cắt ra làm ba và mình nướng với lửa 180 độ khoảng 10 phút, hoặc là cho đến khi cái vỏ nó giòn là được. Nửa ổ bánh mì tỏi mình đã nướng xong được 3 miếng này, cũng dễ nướng, rất là giòn, giòn lắm, thơm mùi mùi bơ với tỏi. Thì tính ra là 3 ổ 5 đồng, cái này nửa ổ là 75 xu Canada thì chắc khoảng 10-12 ngàn Việt Nam, 3 miếng bánh mì.